Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh bất động sản của Phượng DT. Và thời gian vừa qua em cũng có giới thiệu với các anh chị đến cái thông tin của một dự án đang rất là mới, đó là dự án Eco Park tại Vinh, Nghệ An. Và không biết là các anh chị đã tìm hiểu được nhiều về dự án này chưa? Trong hôm nay các anh chị hãy cùng em tìm hiểu kỹ hơn về dự án này nhé. Về thực tế hiện tại Eco Park Vinh là tháng 6 này đã mở bán hay chưa? Hay là cái đường đi đến cụ thể, các phương hướng đến dự án Eco Park này như thế nào? Vậy các anh chị hãy cùng em theo dõi tiếp thông tin dưới đây nhé. Đến hiện nay là ở nửa cuối tháng 6 và dự án thì vẫn chưa được mở bán chính thức. Tuy nhiên là tất cả các bảng biển quảng cáo về Eco Park tại các địa điểm lớn nhất ở thành phố Vinh, tại các ngã tư, tại những cái điểm đẹp nhất ở đường phố Vinh là đều đã treo các biển về quảng cáo về dự án này rồi, về truyền thông về Eco Park là đã được đầy đủ rồi. Do vậy là em nghĩ là dự án sẽ sắp được mở bán chính thức rồi đấy ạ. Có thể là một vài tuần hoặc là một hai tháng tới nữa thôi ạ. Và do vậy đây chính là cái thời gian rất là tốt để các anh chị có thể tìm hiểu kỹ thật nhiều thông tin, thật nhiều phương diện về cái dự án này hơn để mình có những cái quyết định sáng suốt nhất ạ. Và bây giờ các anh chị hãy cùng em tìm hiểu chi tiết về vị trí của Eco Park tại thành phố Vinh ạ. Như hình ở bên trái màn hình các anh chị có thể thấy đó chính là bản đồ của thành phố Vinh và Eco Park sẽ nằm ở rìa sát phía mặt sông Lam. Đường đến Eco Park thì chúng ta có thể hai đường, đó chính là cái trục chính từ kéo dài từ trung tâm thành phố Vinh, đó là đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài đến thẳng Eco Park, và một mặt đường nữa đó chính là mặt đường D có thể đi từ phía cầu Bến Thủy đấy ạ. Cái mặt chỗ D Chu Huy Mân là chúng ta đi dọc đó là cũng đến Eco Park. Và đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài từ trung tâm thành phố Vinh đến Eco Park là hiện nay đã gần hoàn thiện rồi, chỉ còn một đoạn nữa là chưa xong thôi ạ. Và quy hoạch của đường Nguyễn Sĩ Sách này sau này lên đến tận 70 mét cơ. Phía đường D Chu Huy Mân chúng ta đi cũng rất là đẹp, nó là đường D nhưng mà khá là rộng và trải nhựa phẳng đẹp rồi, đi rất là nhanh đấy ạ. Và phía bên phải màn hình thì chính là cái quy hoạch của Eco Park tại thành phố Vinh ở xã Hưng Hòa và có tổng diện tích là lên đến 200 ha. Và các anh chị cùng em nhìn cái hình phối cảnh rộng hơn nhé. Vừa rồi là những chia sẻ của em về dự án Eco Park Vinh Nghệ An vào tháng 6 này. Và thực tế thì chủ đầu tư Eco Park chưa đưa ra bất kỳ những cái tài liệu chính xác, tài liệu cuối cùng để confirm và công bố chính xác gì cả. Do vậy đây các anh chị hãy coi nó là một nguồn thông tin tham khảo ạ. Và cái nguồn thông tin tham khảo này rất là đáng tin cậy. Do vậy các anh chị hãy yên tâm và em sẽ tiếp tục cập nhật thêm tất cả những cái thông tin mới mà em có được tới các anh chị để các anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn về dự án này. Và nếu các anh chị cần tìm hiểu thêm bất kỳ thông tin gì hay là cần tư vấn gì, các anh chị đừng ngần ngại liên hệ với em theo số điện thoại ở bên dưới ạ. Bên cạnh đó các anh chị hãy giúp em like và đăng ký kênh của em nhé để cập nhật thêm nhiều những thông tin về dự án Eco Park Vinh này cũng như là các dự án khác nữa ạ. Và em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những video tiếp theo.